Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm thứ Bảy giờ địa phương ở bên Mỹ, ngày 21 tháng 4 năm 2023, báo The Business Insider của Mỹ có ra một bài viết, trong đó ký giả Michael Peck tiết lộ một tin cũng khá là thú vị. Đó là hầu hết các quốc gia ở Liên Âu, ở trong khối NATO là mua vũ khí của Mỹ, nhất là chiến đấu cơ F-35. Nhưng chỉ có một quốc gia không được mua, đó chính là nước Turkey. Và ngược lại thì nước Turkey mua chiến đấu cơ S-400 của nước Nga, và cũng muốn mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, thì Mỹ không đồng ý. Bình luận gia Michael Peck là một người ra trường về thạc sĩ về chính trị học, political science, và là người chuyên nghiên cứu về quốc phòng của các quốc gia. Nên khi ông tiết lộ điều này thì tôi cũng thấy rất là lạ lùng. Vậy thì Mỹ bán vũ khí cho các nước ở trong Liên Âu, ở trong NATO thì đó là một chuyện bình thường. Mỹ đã khôn khéo đứng đằng sau Tổng thống Volodymyr Zelensky và xúi dục Tổng thống Volodymyr Zelensky đòi bước vào trong khối NATO là một cái cớ để mà khiêu khích nước Nga, và Nga qua quyết định của Tổng thống Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào trong Ukraine thì đã biến nước Nga trở thành một con ngáo ộp đe dọa an ninh của Tây Phương, nên Tây Phương ồ ạt mua các vũ khí của Mỹ. Mua rất nhiều, và đặc biệt là chiến đấu cơ F-35 là chiến đấu cơ tối tân nhất của nước Mỹ. Hầu hết các quốc gia trước đây là Đông Âu cũng mua chiến đấu cơ F-35, và ngày 11 tháng 4 năm 2023, tức là chưa được 2 tuần, thì nước Romania là một quốc gia Đông Âu cũ sát cạnh bên phía nước Nga quyết định mua chiến đấu cơ của Mỹ F-35. Mua càng nhiều càng tốt, có chiến đấu cơ F-35 bán ra là mua liền. Vậy thì theo tính toán của bình luận gia Mike Kopeck, Mỹ qua cuộc chiến mở ngoặc và đóng ngoặc ở Ukraine thì Mỹ lời rất là nhiều, bán không biết bao nhiêu là vũ khí. Bán hết đợt này rồi thì sẽ tạo một cuộc chiến khác ở phía đông, như là căng thẳng ở eo bể Đài Loan sẽ tăng lên trở thành một chiến tranh bán vũ khí cho Nhật, cho Hàn Quốc, cho Indonesia, cho Việt Nam. Đầy hết thì Mỹ giàu to nữa. Và sau đó thì tiếp tục ở tại Biển Đông. Thưa quý khán giả, tại sao mà nước Romania trước đây là một thành viên của Đông Âu, thời kỳ xưa là nằm ở trong khối mà khối Varsavi để đấu lại với khối NATO. Bây giờ đó thì nước Romania đó là thấy nguy hiểm cho chính mình vì thấy cảnh mà Nga tấn công Ukraine nên là sẵn sàng mua chiến đấu cơ tối tân nhất của nước Mỹ F-35. Thời xưa đó thì không ai trong thời kỳ của chiến tranh lạnh, nhất là thời kỳ của Tổng thống Richard Nixon năm 1972-73 đó, không bao giờ có thể nghĩ tưởng tượng được là một quốc gia Đông Âu và một quốc gia sát cạnh bên nước Nga sẵn sàng mua vũ khí của Mỹ. Và cũng trong thời gian đó thì nước Turkey đã là một thành viên của khối NATO, thì cũng không bao giờ có ai suy nghĩ rằng là nước Turkey lại mua chiến đấu cơ S-400 của nước Nga. Nhưng mà đó là một sự thật, nó bị gọi là đi hình chữ X rồi.
Vậy thì tại sao tổng thống của nước Thực dài Erdogan lại quyết định mua chiến đấu cơ S-400 của Nga? Thưa quý khán thính giả, Thực dài là một quốc gia thuộc về Trung Á. Chỉ có một phần là thành phố Istanbul, là thành phố cổ hồi xưa là Constantinople ở bên phía châu Âu mà thôi. Nên Turkey là giao thoa giữa châu Âu và Trung Á. Turkey thì đối với châu Âu là con ghẻ của châu Âu chứ không phải là thành viên của châu Âu. Nên dầu rằng nước Turkey xin nộp đơn vào Liên Âu đã mấy chục năm rồi, châu Âu không chấp thuận cho Turkey vào trong khối Liên Âu. Mỹ thì cần có Turkey như là một cánh tay sức mạnh để mà khống chế được ở Trung Đông cũng như tăng thêm sức mạnh cho Liên Âu, nên sẵn sàng nhận Turkey vào trong khối NATO vào năm 1952. Tôi đã từng làm chương trình về đề tài này. Thế nhưng khi mà Turkey vào trong khối NATO, Mỹ vẫn ứng xử đối với Turkey như là một người không đáng tin cậy. Và Tổng thống Tayyip Erdogan của nước Turkey nói rằng chính Mỹ đứng đằng sau ông giáo sĩ ở tại Pennsylvania làm cuộc đảo chính năm 2016 mà bất thành. Vì như thế nên Turkey không có tin tưởng vào nước Mỹ hoàn toàn. Và nước Turkey muốn rằng là đa phương hóa về ngoại giao, đa phương hóa về quân sự và sẵn sàng là người trung gian hòa giải cho các xung đột. Chính vì như thế nên nước Turkey lại mua vũ khí của Nga, mua chiến đấu cơ của Nga, là vì dầu có những sự bất đồng, Turkey vẫn có nhiều điểm tương đồng với Nga và vẫn có những niềm tin nơi Nga. Chính điều này đã làm cho Washington DC nổi giận, nên là nước Turkey cũng muốn mua F-35 để cân bằng sự quan hệ. Nhưng mà Washington DC nói, ôi đã thế, không cho mua. Mua một bên thôi. Mua của Nga thì mua luôn đi, đừng có mua của Mỹ nữa. Đó là cảnh mà ông Michael Peck đã tả, là Turkey chỉ được chọn có một phía chứ không được chọn hai. Mỹ bây giờ có quá nhiều khách hàng ở Liên Âu, ở nhiều quốc gia khác như Nhật Bản và Úc rồi. Nên thêm một nước Turkey không cần, vì giờ hàng bán quá chạy, sản xuất không kịp, không cần Turkey, dằn mặt Turkey. Tổng thống Tayyip Erdogan của nước Turkey nói rằng đã thế thì thôi, khỏi mua, chúng tôi chỉ mua Nga, mua của Nga, tương tác với nước Nga. Chúng tôi muốn là một quốc gia hiếu hòa, chứ không phải là một quốc gia chọn bên để hiếu chiến, gây sự bất ổn trên toàn thế giới. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Góc nhìn của tôi, rõ ràng qua cuộc chiến ở tại Ukraine, theo như lời của bình luận gia Michael Peck, Mỹ có quá nhiều lợi, bán biết bao nhiêu là vũ khí. Mỹ làm giàu lên về vấn đề này. Nước nào cũng mua vũ khí của Mỹ hết. Nên chúng ta thấy rằng là Mỹ có yểm trợ cho Ukraine, nhưng mà so với việc mà Mỹ bán vũ khí có lời đó, thì cái sự viện trợ đó như con tép bỏ xuống dưới biển để câu lấy một con tôm hùm thật là to. Quyền lợi của nước Mỹ, kỹ nghệ chiến tranh mang lợi cho nước Mỹ là ưu tiên. Các tổng thống, dầu dân biểu Cộng Hòa hay là Dân Chủ, cũng sẽ bỏ phiếu cho việc có quyền lợi đó. Nên Mỹ dùng rất là nhiều chiêu thức. Cuộc chiến ở tại Ukraine rõ ràng bây giờ đã lộ, khi mà tướng Lloyd Austin bay qua nước Đức để chủ trì cuộc họp 50 quốc gia trong việc tổng phản công nước Nga.
đối thủ không còn giấu mặt nữa mà rõ ràng ra mặt rồi. Cuộc chiến ở Ukraine nay ai cũng hiểu không phải là của Ukraine mà là của Mỹ điều động. Các tay chân ở trong khối NATO đều là những kẻ thừa hành mà thôi. Và tướng chiến trường, mặt trận chiến trường chính là Tổng thống của nước Ukraine Volodymyr Zelensky. Những người như Tổng thống Tayyip Erdogan của nước Turkey ai hiểu rất rõ. Vậy thì thưa quý khán giả, đánh giá về nước Mỹ là phải đánh giá những mưu đồ của những đại tài việt đứng đằng sau các tổng thống, các vị dân biểu, các vị nghị sĩ. Chứ không phải là chỉ đánh giá những cái chính sách ở ngoài nghe thì rất hay, nhưng đằng trong thì có những âm mưu do các đại tài việt bơm vào. Người dân Mỹ, dân của họ đây mà họ còn không quan tâm, sẵn sàng gọi là giúp để làm sao bán súng ống càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày xả súng giết người hàng loạt họ cũng không thèm quan tâm. Mạng sống của người dân Mỹ họ còn chưa quan tâm thì huống chi mạng sống của những quốc gia khác. Đó là góc nhìn của tôi, thật đau lòng. The Business Insider vào thứ Bảy số ra ngày 21 tháng 4 năm 2023 đã tiết lộ chuyện đó. Thì bình luận của ông Michael Peck, một chuyên gia viết về vấn đề quốc phòng, tôi thấy rất đau lòng cho người dân trên toàn thế giới. Cứ nghĩ rằng nước Mỹ là văn minh là vì con người, nhưng thật sự không, là vì quyền lợi của những nhà đại tài phiệt chế tạo các súng ống và vũ khí. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.